Và đây là những cây là em chọn cho anh. Đấy, tất cả đều là một cốt. Một cốt rất là đẹp. Đây. Thì bây giờ là em bỏ vô xe đặng đem ra dịch vụ để dịch vụ ship xuống cho anh. Dạ. Đây là những cái lô cây. Nãy giờ là em đã chọn được mười mấy cây rồi. Này em để vô xe đang chuẩn bị đem qua dịch vụ. Rồi tiếp tục em lựa cây này, lựa cái cốt đẹp đẹp cho anh trồng. Cái hàng này là em đã lấy rồi, chọn cái cốt đẹp. Ây da, như cây này cái cốt cũng rất là đẹp. Đây. Thì tiếp tục đây là cái hàng cây bông trang lá hẹ như là trang kim, rất là đẹp, tất cả đều là một cốt. À, thì sẵn trong video này em cũng giới thiệu đến cả nhà bông trang lá hẹ đó, hay còn gọi là trang kim một cốt. Cả nhà xem ảnh có bông hết rồi, gốc rất là to. Trang lá hẹ ạ.